Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vì là chuyện đấu la lệ lục có rất nhiều phần, nên khi nhắc đến nhóm nhân vật chính sử lệ khắc thất quái, thực ra có rất nhiều phiên bản. Được biết đến rộng rãi nhất có 4 thế hệ. Thế hệ đầu tiên chính là do đường 8 đứng đầu, thế hệ thứ 2 là Vua Hào, thế hệ thứ 3 chính là đường Vũ Lân, và thế hệ thứ 4 chính là Lam Hiền Vũ. 4 thế hệ thất quái này thực ra đều là những người xuất chúng, nhưng chỉ có thế hệ của đường 8 được tôn vinh tại học viện sử lệ khắc, trở thành huyền thoại của sử lệ khắc. Nguyên nhân không chỉ vì bọn họ là đội đầu tiên thành công, mà quan trọng hơn chính là câu chuyện của họ rất kỳ diệu và đầy cảm hứng. Đầu tiên, mở ra lịch sử. Trong lịch sử của học viện sử lệ khắc, tên của đường 8 Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tơ Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chỉ là một huyền thoại bất tử. Một phần lớn lý do bởi vì họ là thế hệ thất quái đầu tiên và cũng là thế hệ đầu tiên toàn bộ thành viên đều trở thành thần. Danh hiệu này đủ nổi bật. Vì vậy có thể nói thế hệ đầu tiên của thất quái là biểu tượng danh dự và là quảng cáo cho học viện sử lệ khắc. Thứ hai, lãnh tụ tinh thần. Các thế hệ thất quái sau này không thiếu những kẻ mạnh, thế nhưng không có ai toàn diện như thế hệ đầu tiên. Chúng ta đã biết rằng thế hệ đầu tiên toàn bộ thành viên đều trở thành thần. Dù quá trình không cần bàn đến, có người nói rằng thất quái hoàn toàn dựa vào đường tam để bay cao, thế nhưng dù là dựa vào hay không, thành thần thì lại là thực sự. Kết quả cuối cùng của thất quái là thực tế, nên khi hậu thế so sánh tài năng ban đầu là thành tựu cuối cùng của thất quái, họ không tự chủ được mà ngưỡng mộ sức mạnh của thế hệ đầu tiên, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Hiệu ứng này thực ra chính là vai trò của lãnh tụ tinh thần. Thứ ba, niềm tin. Một học viện, đặc biệt là học viện hồn sư, cần một niềm tin. Niềm tin này thường liên quan đến lãnh đạo đầu tiên. Và trong học viện sử lệ khắc, niềm tin này được thế hệ thất quái đầu tiên mang lại. Tài năng ban đầu của thất quái ngoài đường tam những người khác không phải là quá cao. Mã Hồng Tuấn có nguy cơ tà hóa, Áo Tư Tạp không có lực tấn công, Vinh Vinh bị giới hạn ở cấp 70, Tiểu Vũ cũng có hạn chế hóa hình, Chu Trúc Thanh và Đứa Mộc Bạch ngoài hợp kỹ thì đều rất bình thường. Những người này tài năng ban đầu đều có khiếm khuyết, nhưng mà cuối cùng họ lại toàn bộ thành thần. Sự khích lệ này là động lực lớn lao cho các học viên của viện sử lệ khác sau này, nhìn thấy họ dường như thấy được hy vọng. Thứ tư, cơ hội và nỗ lực. Từ thế hệ đầu tiên của thất quái, chúng ta có thể thấy được hy vọng, hoặc nói một cách khác, so với các thế hệ khác, thế hệ đầu tiên chính là duy nhất có thể thấy được hy vọng. Mặc dù thế hệ đầu tiên chủ yếu dựa vào nhân vật chính đường tam, thế nhưng các thế hệ sau này chỉ có nhân vật chính có những cơ hội mở mang và nỗ lực phi thường khiến cho ai cũng lắc đầu. Đừng nói đến hy vọng, nhìn thấy Vua Hào tỏ ra trực tiếp tuyệt vọng sẽ cảm thán về sự bất công của thế gian. Ngược lại, trên người thế hệ đầu tiên của thất quái, đặc biệt là đường tam, chúng ta còn thấy được mối quan hệ giữa nỗ lực và đền đáp. Vì vậy, thế hệ đầu tiên của thất quái chỉ là biểu tượng của thành công dựa trên cơ hội và nỗ lực, trong khi các thế hệ sau là những hành vi mở mang của nhân vật chính. Thứ năm, không phải là đỉnh cao. Vì trông có vẻ truyền cảm hứng, nên từ khía cạnh này cũng chứng minh rằng thế hệ đầu tiên của thất quái không phải là những người có tài năng đỉnh cao nhất. Chẳng nói đâu xa, chỉ nói đến thất quái trong Đấu La Đại Lục phần 2, Vũ Hào có một loạt những khả năng vượt trội như là hồn hoàn triệu năm, vũ hồn tam sinh, hồn linh, hồn đạo khí vân vân. Đồng đôi đường Vô Đồng cũng có vũ hồn tam sinh, Tiêu Tiêu có song sinh vũ hồn, Hoa Thế Đầu chính là một hồn sư hệ thực vật kết hợp với hồn đạo sư đỉnh cấp, cũng là song sinh vũ hồn. Bối bối thì có Quang Minh Thánh Long, Tư Tam Thạch còn có vũ hồn thần thú huyền vũ. Trông thì chỉ có Giang Nam Nam với vũ hồn nhu cốt thỏ là bình thường, còn lại đều có vẻ mạnh hơn so với vũ hồn của các thành viên trong Đấu La Đại Lục phần 1. Thế nhưng cuối cùng chỉ có Vũ Hào và Đường Vô Đồng thành thần. Kết lại, thực ra nhìn từ khía cạnh tài năng, cá nhân AD nghĩ rằng mỗi thế hệ thất quái đều có đặc điểm riêng của chính mình. Thế nhưng cuối cùng xét về tỷ lệ thành thần thì đúng là thế hệ đầu tiên mạnh hơn. Theo ý kiến của AD, sự mạnh mẽ của thế hệ đầu tiên là do Tam Thiếu cố ý kiềm chế tỷ lệ thành thần của các thế hệ sau cùng. Có lẽ tác giả Đường Gia Tam Thiếu muốn dựng lên một nhóm tấm gương tầm cỡ, thế hệ đầu tiên của thất quái chỉ là thích hợp nhất. Vậy nếu không xét đến sức mạnh trong nguyên tác, mọi người nghĩ rằng thế hệ thất quái mạnh nhất trong lòng mình sẽ là thế hệ nào? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.